cô chú ông ngoại à, ông ngoại uống không nữa nè. Ủa, ý là có bà ngoại vô, à, ông ngoại vô hả? Vậy đó hả? À, em út của ông ngoại. Dạ. Thì bữa nay ngoại vô là tối ở đâu? Chưa biết ở đâu. Chưa biết ở đâu hả? Bé Hằng chừng nào nó đi học? Em đó, thứ hai bắt đầu học. Thứ hai hả? Thứ hai học. Có nghĩa là hôm nay hát xong là chưa biết ở đâu hả? Thì xíu nó đi kiếm cái nhà trọ hay đâu gần đây nè. Ăn mì không? Ăn mì không lại nha. Ăn chiều đi. Vậy đó hả? Có đem đồ cho ăn á hả? Vậy đó hả? Bánh bột lọc là bà ngoại làm hả? Ừ. Đó là con dương hợp. Thế là đem có dư không? Hết luôn rồi. Vậy đó hả? Thôi. Để này con dương có hộp một. Để lại cho con một hộp hả? Đây là. Thằng chị ngoại nó nhỏ xíu cái khúc mà ngoại nó mới cho à. Sao không nghe được. Không mấy ngoại lấy cái hộp đó ra đây đi, xong rồi con gọi mì cho ngoại ăn nha. Lấy ra. Bây giờ mình phải trao đổi đồ ăn thôi, chứ không có là bây giờ là trời ơi, cái lúc đang xin đồ ăn cận quá bây giờ xin mình đổi hình đâu, mình đổi mà mình đổi đồ ăn mà. Thì ý là bây giờ mình xin là xin cho tư úy thành được đồ ăn nữa, rồi cái trang đồ ăn nữa, chứ không phải xin một mình. Ủa sao tự nhiên cái em với được bị tự tư bị dính vậy trời. Ta đang ăn mì luôn á. Tự nhiên lâu người ta vô à, người ta có biết cái gì đâu. Ý là bây giờ mình mời bà ăn mì xong rồi mình ăn bánh bột lọc. Nhưng mà bây giờ á, mà đầu năm đầu tháng mà giờ quay clip mà xin đồ ăn nó kỳ quá. Ừ, đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình lỡ mình xin rồi thì mình phải chia sẻ cho mọi người. Được không? Hợp lý không? Hợp lý không? Đúng rồi, phải okay. Vậy thôi. Ủa, ông ngoại đâu rồi ta? Ai? Ông ngoại á. Ông ngoại nào? Ông ngoại em nhớ chưa quá. Tưởng qua rồi, hỏi coi năm rồi kinh doanh rồi này kia sao? Dạ thì cũng thua lỗ đều. Ủa sao ba lỗ mà con vui dữ vậy trời? Đâu gì đâu, thì nói chung buôn bán thì lỗ là chuyện bình thường. Lần đầu tiên bán mà lời thì nó hơi lạ, chứ còn lần đầu tiên bán mà lỗ thì bình thường. Mình không có kinh nghiệm thì mình phải thua chứ. Trời. Chấp nhận sự thật ha, dám đương đầu khó khăn. Thiệt. Không, tại chị tính bữa nay gặp ông ngoại, xong đó hai đứa mình tư vấn chiến lược kinh doanh năm tới bán hoa cho ông ngoại, hiểu không? Sao ông ngoại nói mày hay lắm, sao năm rồi mày đánh mày không ra mày phụ tao bán đi, nên tao lỗ ra giờ mày đâu mày chỉ bài tao. Đâu, năm rồi không có ra bán nhưng mà có mua phụ. Ừ. Năm rồi chị Dung mà không mua là còn lỗ nặng nữa. Phụ là cũng mười mấy gần 20 chậu hả? À? Đúng rồi. Ờ, phụ ngoại mười mấy gần 20 chậu á. Đúng rồi. Nghe bán bông là phải thuê giám đốc marketing nữa ra. Trời, cái gì mà không phải có marketing em? Dạ. Ừ. Phải lập kênh cho ngoại. Ê, bây giờ mà làm cái kênh cho ngoại là hợp lý luôn á. Thiệt. Giờ ai quay cho ổng nè. Ủa, em nhà bà làm ngoại, gì? Ngoại. Em có ở nhà đâu? Bà ngoại. Bà ngoại quay cho ngoại hả? Rồi. Không ai ở nhà đó. Ốc tiêu rồi, cành ai xíu mùi rồi, mấy đứa mới quay hết rồi mà. Nhưng mà ý là tới thời điểm tụi nó đi học là chỉ có tối về là ngủ thôi đó. Chứ tụi nó đi học suốt à. Cho tụi nó đi học thêm rồi. Bạn nó đi học thêm. Dung là chưa đi tới đâu cũng nhờ thôi. Ừ, giống như bây giờ đang nhờ với Trang quay nè. Liền qua với Trang. Dạ. Thưa cả nhà, nãy giờ là đang nhờ cameraman Trang LTB. Dạ, bà ngoại vô đi bà ngoại. Chào quý bà cô chú anh chị, kinh chị Dung mà kính chúc quý bà cô chú anh chị một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bạn niềm vui. Dạ, chị rồi. Dung. Ủa chị, em nhớ chị cũng có người theo quay nhiều lắm mà. Nó đừng có đụng tới nửa đầu chị, nó được không? Em tưởng là quay vô ăn rồi con. Hồi xưa giờ em tưởng ăn luôn ngoại, tụi con ăn luôn nha. Được qua đây, được qua đây, được qua đây. Hồi xưa giờ em tưởng là tìm bồ mới khó chứ ai về đâu, chị Dung cũng như đang đi tìm bồ. Thay đồ liên tục luôn. Không biết tại sao mấy bạn cứ đi theo được chừng 2 tuần hoặc là tháng là cao nhất là mấy bạn trụ không có được. Tới 2 tuần luôn hả? 2 tuần đó. Trong khi vậy là sao được? Luôn. Không, không, hôm bữa em có nghe chị Dung nói một câu, chị có lòng tin sẽ đi theo chị lâu dài. Đứa nào chị cũng tin là nó sẽ đi với chị lâu dài hết á. Wow, hấp dẫn quá. Đúng rồi, chỉ có em là không tin rồi đó. Và em là người đúng. Quan trọng anh ăn hay được trượng chưa? Được. Trượng không em? Dạ. Ủa, cái Trang. Nè, dạ, em mời chị. Dạ. Anh gương. Ăn miếng. Vậy hả?
Dạ xin mời quý bà con cô bác ạ. Ủa cái này bà ngoại làm sao bà ngoại? Làm tôm. Làm tôm hả? Ừ. Nhưng mà bột đồ này kia làm sao? Bột thì lừa thì mình làm, bắt bột mình làm. Làm xong mình luộc. Ý con họ là nó bằng bột gì vậy bà ngoại? Bột năng á. Trang trang trang. Dạ dạ dạ, chị dạ, Hai trước ơi, chị Hai trước ơi, xíu mời. Mời quá. Dạ, cảm ơn chị Hai, cảm ơn. Chị phép thử một phát nha. Thử ơi, nhiệt tình đi. Thử nhiệt tình ghê. Học này đôi đời ghê không? Tập này là tập đầu tiên đi quay chương trình. Đầu tiên được ăn cá là tập đầu tiên được ăn bóng đóng một lần một ngoại làm luôn. Đi ăn ra ngoài quay là lần đầu tiên quay chương trình. Ngon quá mẹ ơi. Ngon. Nó bấm rất là ngon. Dạ cô, cô ăn miếng cô. Ăn miếng bánh một lần. Dạ. Đặt cho chú ăn hả? Dạ dạ, order rồi ăn cho chú hả? Cô chú ở đâu? Không không dạ. Cái này chờ chú trả với tiền chú Trinh Liên. Không dạ, không dạ, phải nhưng dạ. Mà cái món chả giò. Dạ. Dạ. Đi con ở nhà mà mình tiệc cái kia đó hả? Tôi chịu với tiền chuyện tình. Dạ. Cảm ơn các cô rất nhiều. Dạ. Cái không có, cái thích không có. Đó là chả giò đâu. Cái món này ngoài làm bán được nè ngoại. À làm được cái bán mà đưa ý Trinh. Bà chưa dặn được làm 5 tiếng thì qua Mỹ hấp luôn rồi mà Mỹ luôn. Không cái này ngoài làm xong ngoài hút chân phong em. Mua cái máy hút chân phong. Để tôi làm cái cứng. Trong người ta hấp lại được không? Được nhưng mà dư dầu rồi mình có cách làm. Vậy đó hả? Không biết cách làm nữa không ngon hả? Nhấn 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 ăn miếng nhấn. Vô đây đây đây. Vô đây vô đây vô đây. Đây đây đây. Cắp cho một cái cây liền. Thôi vô. Bánh này là bánh đây giờ. Ngon quá, được ăn mới được. Cái này có dưa chuột thì nói vô chả không? Bánh này nè, vừa ăn nè. Bột không quá cứng, mịn, tép vừa ăn, ngon. Cái quản lý quán người ta review một cách nó khác không? Gào. Review nó có ác liền, thấy không? Ủa sao Nhân đi tiêu không vậy Nhân? Cầm hộp đi luôn anh. Ngon lắm mà ăn đi ngoại. Không nay bé Hằng hát bài gì ngoại? Bài gì mới tập cũng quên rồi. Mới tập quên rồi hả? Em cũng không nhớ đâu, đừng hỏi nhìn em. Nay chị hát bài gì vậy? Anh mắc cầu cứu. Ủa chị đừng nhìn em với anh mắc đó chị. Ủa nay chị được hát hả? Nay chị đưa lên bốc thăm trúng thưởng trao quà thôi chứ. Trao quà đúng rồi, bữa nay chị trao... Chị là giải đặc biệt mà đúng không? Chị trao trao xúc mỹ phẩm to bự. Nguyên một set luôn. Đừng nói quà. Đây hả? Bí mật. Không thì mình trao. Mình chỉ nói là trao giải đặc biệt. Trao giải đặc biệt hả? Giải cuối đúng rồi. Tại vì anh Tuân nói trao mỹ phẩm thì bà con cô bác thích hơn. Trời ơi chắc là Phước Hưng cũng không biết mình đang quay clip luôn á. Mở nhạc gì đùng luôn rồi. Chắc là xíu tôi quay clip nha cả nhà. Giờ nhạc lên rồi. Hưng ơi chơi nhạc nhỏ chút Hưng ơi. Mười phút quay clip thôi. Sao chị biết hồi nãy mới khen mỹ phẩm sao khen lại chị? Nói chung là sản phẩm của chị Dung á xài rất là ok. Bữa nay cải thiện cái khuôn mặt của em cải thiện được 80% luôn á. 80% luôn đúng rồi. Nói chung là chỉ có xài 3 sản phẩm thôi chưa hết cái sản phẩm của chị luôn á. Nếu mà xài trọn bộ nữa thì lúc đó chị mặt thế là sao ta? Trời ơi, đang muốn bán nguyên bộ luôn mà chị Bích thôi có 3 bộ, có 3 sản phẩm mà nó đã đẹp vậy rồi. Mới 3 sản phẩm thôi nó đẹp vậy rồi. Không. Thì nếu mà chọn cái combo nữa thì sao? Thì đó. Thì sẽ như chị Dung luôn. Nhưng mà bây giờ nếu như mà bà con cô bán nghe mà thấy vậy xong rồi mua có 3 sản phẩm thôi. Comment hỏi chị là 3 sản phẩm nào nữa? Chị xài những cái dòng nào vậy? Ngày đầu tiên á thì em xài cái sản phẩm kem ngày. Dạ. Với lại một kem đêm với lại chống nắng. Hiện tại bây giờ là em không có còn xài cái N1 nữa. Dạ. Mà em chỉ còn xài kem băng đêm với lại một bộ cho dưỡng nám với lại chống nắng thôi. Một bộ dưỡng nám là mấy món?
là coi như là hiện tại là chống nắng nè. Dạ. Rồi cái kem ngày nè, kem ngày nám đêm nữa nè. Bộ nám đêm là chỉ có 3 sản phẩm. Trời ơi, có 3 sản phẩm mà hiệu quả 80% rồi chị ơi, tới 12 sản phẩm lận. Trời ơi, ghi ghiêu như vậy là giờ người ta muốn có 3 món rồi sao? Nói chung á thì em á thì tại vì da mặt của em á là chỉ có bị nám. Còn các anh chị mà muốn đẹp á thì mua trọn bộ để mà xài. Em nói thiệt, tại vì đó là hạn khi mà mình xài hết trọn bộ cái sản phẩm á thì nó rất ok hơn. Tại vì khi mà mình cái da mặt của em là chỉ bị nám, nên là em chỉ xài cái bộ phận nám với lại dưỡng da thôi. Còn các anh chị là càng trắng thì phải xài hết trọn bộ cái sản phẩm đó. mà chị Bích Giang hay chị Bích Trộm Vía là sáng là rất nhiều luôn, mà cái nám nó cũng bớt nhiều lắm luôn á. Đúng rồi, giảm nhiều. Nám của chị Bích thì chưa có hết 100% nhưng mà giảm rất là nhiều. Giảm nhiều lắm. Chị Bích là dạy nhì phải không? Dạy nhì hay dạy nhất? Dạy nhì tập mấy ta? Tập 1. Dạy nhì tập 1 mùa 2. Dạy nhì tập 1 mùa 2 của Ngôi Sao Miệt Vườn cả nhà. À, nếu mà cả nhà mà lục cái kênh của Dung Nhan Dung Dễ coi thì sẽ thấy cái làn da cũ của chị Bích nha. Đúng rồi. Và thật sự là không, chị ơi, chị review lại giúp em đi, chị có 3 sản phẩm. Trời ơi, bây giờ bà con có bác mua có 3 sản phẩm còn lại 9 sản phẩm. 9 sản phẩm rồi sao? 9 sản phẩm thì bây giờ muốn đẹp hơn nữa thì mình xài hết 9-12 sản phẩm chứ sao? Trời ơi, ý là người ta chỉ xài 3 sản phẩm thôi là đã cải thiện rất là nhiều như vậy rồi. Nếu mà xài nguyên một combo nữa thì đẹp cỡ nào? Đúng rồi. Hiểu không? Ý là vậy đó. Ý vậy đúng không? Mình tích cực lên. Ôi trời ơi, tích cực lên nào. Bây giờ nó còn tẩy trang, tẩy tế bào chết, rồi sữa, rồi mặt, rồi á hở cái gì chị ủ trắng, rồi cái gì nữa quên rồi, serum rồi kem body, quên cái body đó nữa. Cái body thần thánh đó cả nhà. Em mê cái body của chị Dung, em mê kem body quá. Trời ơi, chị có tặng em một tí. Ủa sao chị chưa tặng em nữa? Ủa không, bữa mình đi quay không mà chị không chưa hôn nữa, chị không có đi thì thôi, chị tặng hết rồi mà. Không, chị cho cái hôm mà đi quay gì ở bên chị ấy. Cái hôm quay ở dưới bên cạnh á. Không đi rồi, có ai cầm giùm không? Ai cầm giùm? Biết ai, có ai cầm giùm. Chị đưa ai? Nhưng cái chừng chị nắm mà chị nắm cầm rồi. Chị đưa hết luôn á, đứa nào cũng có luôn á. Trời ơi, vậy mà đến giờ da làn da em nó vẫn đen xì là hiểu rồi. Ém mà bị ém nè. Vô, đưa vô, đó thấy chưa? Tao người đen người ta đen. Cái không đen không kìa. Dạ, có thể khó là giùm em. Không. Không, cái gì mà đen, em nó mà đen thì trắng hơn bữa trước rồi. Giơ cái tay ra. Vậy cũng trắng hơn bữa trước rồi. Trắng hơn là bây giờ là cải thiện hơn bữa trước. Đúng rồi. Không, mình bán cái gì mình chân thật thôi chứ mình không có thể nào mà mình nói có không nói có được. Ơi. Không mà nghe nói là cái body đó là ok lắm luôn á. Em rất là ok, xúc vô một cái là mình rịch vô da luôn. Cái đồ đen này không có sợ dính luôn. Mà dính không? Không dính đồ đen không gì hết. Đưa chị em đi. Ủa? Nắng ở giữa cái body nào có cái kèo không? Body của chị Dung không tặng đó. Có không? Có không? Có không? Có không dạ? Em có giữ gì đâu? Mọi người lấy em nó có giữ gì đâu? Không biết nó có mà quay ở bên nhà. Chị Huyên không giữ gì hết á. Chị Huyên đưa cho em rồi. Không mà hôm bữa là đi được đủ hết 6 đứa còn thiếu mình em mà chắc chị quên em rồi. Không, chị nhớ là có mấy đứa em là chị đưa hết luôn á. Thôi chưa có thôi, để chị đưa lại chị tặng. Đưa lại cho em thôi. Thôi coi như hồi nãy chúng ta xong xíu nó lì xì nha. Nó lì xì cái body đó. Em đưa. Em đưa xong bà bảo là không, phải chị Dung đưa cơ. Có không? Không biết gì đâu. Không biết gì cái body đó đâu à. Đó. Ý này em bảo là em bây giờ em vậy đó rồi em không có xài body. Xong rồi em đưa cho bà không chị bà bảo là phải chị Dung đưa cơ. Bà Dung đưa mới xài. Đúng. Dung lẹo dễ sợ. Đúng rồi, em không biết gì về body chị đâu. Em không biết không có body chị thì em không biết là đúng rồi. Chị không biết gì chị có sản phẩm body luôn á. Em nói sai sai cho khách. Nhưng mà bữa em quay clip của chị có khách đặt đồ nữa nha. Ghê không? Ôi. Quay clip gì bây giờ đặt đồ nữa hả? Ờ, dạ. Ý là khách đặt đồ bên nhắn cho em, đặt đồ bên chị nè, gì thế? Đặt quần áo hả? Ờ. Đó, ê đây áo của logo đúng không? Đúng. Áo trắng của logo đúng không? Thì em mặc bản được không? Con thì trời. Em muốn gì rồi, muốn gì rồi? Chị đang hỏi áo thì nói chung cái giống cái bộ em mặc cái áo khoác, cái áo vest á. Cái vest trắng. Ừ, với là cái váy trắng, váy dài gì nữa, quên rồi. À, cái váy dài hả? Váy dài để ngày mai chị mặc, khai trương. Khai trương gì? Khai trương nhà khoác.
Nha Trang lận nữa, thành ra là giảng cho cô thì mọi hồi nào mà không biết gì hết trơn rồi quay quay Nha Trang luôn nữa. Trời ơi, mời từ bữa giờ luôn á, là chỉ không có một chiếc xe 16 chỗ như chờ tụi mình tới hồi nữa quay xong này là đi ra ngoài đó liền kìa, chỉ mời đi xong rồi đi không để cái nào về thì đi chắc muốn cái nào về đi về muốn cái nào về gì chị nhã bên kia chắc đi nổi không chứ ngày mai học nội dung á đâu thì mình ra ngoài đó mình học mai có học nội dung đâu mai mình nghỉ quan trọng là chúng ta có nhau thôi mình học ở đâu mà không được ý là nhá bên kia thì tím đi vậy đó hả tại sao trời chị kêu đi quay đường đúng không chị trước tết kể trời bốn mùng bốn mình nhớ là mùng mười là đi đi quay với lại chú Bảo Trung đó. Ủa nhưng mà chị có mơ ấy là nó không ra anh không đi được anh kẹt lịch đúng không? Đúng rồi anh cứ kẹt lịch, anh cứ kẹt lịch là không cho đứa nào đi luôn á hả? Đâu đâu biết không? Ý là bọn em may như nếu mà ý là nếu mà đi trong ngày mai thì ok. Còn nếu mà ví dụ đi 2 ngày thì qua thứ hai thì phải xin phép rồi. Ngày mai ở ngoài đó khai trương xong rồi ngày 10 tháng 2 trương mình qua đi chơi thôi à. Xong rồi mới làm một vòng mấy cái chợ nữa là về. Vậy cũng coi như đi quay nội dung luôn. Ừ. Vậy đó. Có những giờ đang suy nghĩ này giờ lên xe đi Nha Trang hay là đi hay là ở đây nè. Ủa là sao chị vẫn chưa quyết định hả? Có nghĩa là chị sợ đi trễ quá có mỗi chị với ông Cường chạy xe á. Con hẹn chú hai. Thằng Cường nó chạy đêm không có quen. Chạy về đấy cũng 8 tiếng à, 6 tiếng, 6 tiếng. 6 tiếng. Mà đang chỉ nghĩ là giờ có tài phụ để hết chương trình nên là bây giờ đi. Giờ thôi đi sớm đi chứ nó có mình nó lái thì đi sớm đi chứ đi trễ ngày xưa nó mấy đứa ở lại chăm chú Minh Vương nha nghệ sĩ Minh Vương. Dạ. À, một bạn đó lên đại diện trao mỹ phẩm dùng chị lên rút thăm á. Ủa có bên chị có ai không, có bạn nào không? Thôi mày hỏi lại đi ai lắm đại diện nha. Không thì bên Nha Khoa chị cử bạn nào cũng được đại diện bên Nha Khoa rồi một mớ nó đi Nha Trang hết trước rồi. Còn không thì mời nghệ sĩ nào đại diện Nha Khoa không bốc thường. Chú Minh Dương. Chú Minh Dương tới cuối. Để tới cuối của mình mới rút mà. Đúng rồi, thì ai thì nghệ sĩ nào mà diễn cuối luôn á mà. Vậy mời chú Minh Dương đi, chứ nó nhờ mời chú Minh Dương ở lại đại diện giùm luôn đi. Mà chú hát xong rồi chú bốc thăm luôn. Ừ, chú bốc thăm luôn, xong xuôi rồi rồi nhờ chú trao luôn xong á. Ờ thôi vậy sắp xếp vậy luôn nha, chị đi nha. Ừ, chị đi Nha Trang luôn. Ừ, vậy thôi chị đi đi, công việc thì đi đi, chứ đợi cuối thì đi trễ. Ok. Dạ thôi cũng cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Thực ra thì hồi nãy giờ là chị mất review là chị xài có 3 sản phẩm là sự thật tất cả nhà. Mà da đã sáng đã đẹp như rồi như vậy rồi nhưng mà cả nhà mình phải mua đồ bộ ở sao nó sẽ đẹp hơn. Chứ giờ xong rồi. Giờ xong nè. Giờ xong á là bà con cô bác á là cứ đặt 3 sản phẩm thôi nhưng mà thực ra mình có 3 cái sản phẩm đó mà sai nhí luôn. Ủa vậy hả? Có mini size không chị? Mini size 10g xài cũng được tháng mấy 2 tháng. Ủa vậy được á hả? Ừ. Có 1 triệu 2 mấy à? 1 triệu 2 mấy à? Ủa vậy được đó. Ừ. Có chưa chị? Có rồi. Có rồi chị mấy đứa ơi. Có rồi. 3 sản phẩm mà chị Bích vừa mới xài đó là 1 triệu 2 mấy thôi là cả nhà mình xài là đã đẹp đã ok rồi nha cả nhà. Dạ. Thôi Dung phép kết clip nha. Cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều và cảm ơn tất cả các anh các chị các mẹ các dì đã ủng hộ mỹ phẩm cả nhà 4D ạ. À. Dạ xin phép kết clip nha cả nhà. Nha Khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại Nha Khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cấy ghép implant tại Nha Khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cấy ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long mà không có đẹp mà cứ nói nè, nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng á thì Long không còn sợ nữa. Đến với Nha Khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Bây giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna Nha Khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị?
trời ơi, người ta là phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắt đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều bà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng rồi điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.